Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Hôm nay mình lại quay trở lại với tựa game Super Sick Monster World. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái em rùa sấm sét này nha. Mình đang trang bị ở đây cho em rùa của mình là 6 khẩu Thunderbolt Heavy, là khẩu điện đó mọi người. Khẩu giật điện này có khả năng bắn dây chuyền rất là ngon luôn. Rồi nè, tia chớp lan từ kẻ địch này qua kẻ địch khác gây sát thương lên 5 mục tiêu, tức là 5 đứa đến gần nhau thì mình có thể gây sát thương lên 5 lứa luôn mọi người, khá là ngon nè. Ok, vào chiến thôi. Với khả năng bắn lan này thì mình sẽ kiểu đẩy tới luôn mọi người, mình sẽ đẩy càng kiếm cái nào nào đông kẻ địch nhất thì mình lủi vô thôi. Với khả năng trong máu của con rùa thì đâu sao chết đâu. Đầu tiên là phải kiếm nhiều xác, ăn nhiều xác đó. Chịt, chịt. Đó, nó lan không? Lan chết một đứa rồi mọi người. Mình bắn cái con này mà lan qua con kia chết đó. Cái khẩu này thì bắn vào máu gốc luôn nha mọi người. Vào máu gốc luôn, không có bắn vào khi năng lượng đâu. Cho nên là khỏi lo. Quá ngon luôn, nó bị mạnh luôn mọi người. Đóng là kiên lại thôi, đóng kiên lại thôi. Yeah. Mất cái kiên thì chỉ cần 2 giây là bốc hơi với mình ngay. Legendary rồi. Con này địch hả? Thấy khiên rồi mọi người. Legendary. Ôi chết rồi mọi người. Không kịp hút máu. Legendary giết được bao nhiêu kill á mình cũng không để ý nữa. Hình như là 10-12 kill, 12 kill. Chiếm điểm rồi mọi người. Ok. Mình thả con ta bô ra bắt cái con alo cái nhìn nó ghét quá. Mỗi múa gì hết trơn á fan. Múa gì cho nó cực. Dùng quẩy, dùng chăn làm gì. Trận chiến kết thúc rồi, ra con nào tôi giết con đó đó.
mà. Nó lại ra đây ta. Sao được nó hồi sinh gì kỳ vậy? Mình nhớ à, nhà mình hướng bên này phải không? Nhà nó hướng này. Ôi trời ơi, thôi. Còn gà chim làm gì nữa? Gà chim. Ôi ôi, bắn con này lan qua con kia chết kìa. Ảo chưa. Ảo chưa kìa. Bá chưa kìa. Nó bắn cái đau quá vậy. Để bắn con deep low này coi. Phù máu nó giật kìa. Quỷ này nó lại ấy mình nữa rồi. Nó cầm nặng mình nữa rồi. Cần xét cái đã. Chết cha, chạy. Không lặn mình qua vậy. Quá gì không lặn hoài. Legendary. Giết hai con lúc luôn. Bắn con này được con kia luôn. Mình lỡ thì chơi luôn.
đéo ổn mà mọi người ơi. Cái con sao bậc khiên thì con sao bậc khiên mình bắn lan thì vẫn trúng thương khiên vô vô dội vô mình á. Tiêu Legendary.
Legendary. Toàn đông quá. Thấy ngứa mắt cái thằng này lắm rồi nè. Bây giờ nó cứ đứng như thế, nó bắn 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 chiều vậy. Map nó động quá, lười di chuyển. Penta này chết. Mình lên trục cao bắn được. Chưa bắn được nữa hả? Ủa nó chết trước khi mình thấy rồi. Chết vô. Chết vô thôi. Chết vô nè. Chết là chết. TGS này cũng... TGS chàng hả? Con TGS hả? Wow, con chết kìa. Đâu quá à. Có giáp tự bắn không chết được. Ok, và như vậy ở video này mình sẽ sử dụng chú rùa sấm sét này đi cạc quét cả các map nha. Mình xin tạm dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ là một like, hoan chung cho bạn của mình. Tôi dừng lại sẽ comment với mình dưới video nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.